Nhưng mà có một câu hỏi là một anh là anh hỏi là đây là cái lệnh vừa rồi em giải thích rồi đúng không? Thứ hai là anh hỏi là làm người mới tham gia này. Người mới tham gia nên chọn cơ sở hay phái sinh? Có nghĩa là bên thị trường cổ phiếu đấy, bên thị trường cổ phiếu hay là phái sinh để giao dịch thì em nghĩ là có thể chọn, nên chọn cơ sở giao dịch trước để cho quen, sau đấy chọn phái sinh, còn tùy với cái khả năng và cái thời gian của mình để mình tham gia. Còn phái sinh là em nghĩ là mình phải nhiều thời gian hơn đấy, sẽ mất nhiều thời gian hơn để anh chị theo dõi bên này, còn cơ sở anh chị mua anh chị vẫn đấy thoải mái đấy. Thì bên bên nếu mà người mới tham gia thì em nghĩ nên chọn cơ sở trước, cơ sở trước để mình quen, rồi mình phân tích nhiều thứ nữa, ví dụ phân tích doanh nghiệp rồi phân tích tin tức rồi vĩ mô. Thì khi mà anh chị làm quen, làm tốt được những cái đấy thì thằng phái sinh anh chị mới làm tốt được, còn không phái sinh nó cực kỳ biến động, nó cực kỳ nhanh và nó cực kỳ ảo, thế nên là mình phải 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 biết về cơ sở trước để cho quen. Ok, cái thằng phái sinh này em so sánh một chút đấy nhá, anh chị biết là phái sinh ấy thì cái mức độ đòn bẩy nó cao hơn bên cơ sở rất nhiều đấy. Ví dụ phái sinh là ký quỹ 15%, có nghĩa là một cái hợp đồng này nó trị giá là 0 nhân với 15% nhá, thì nó là 716 nhân với cả 100 nghìn này này, đây là trên sở quy định nhá, thì nó sẽ là 71 triệu 600 nghìn. Nếu mà chị mua đúng đủ là sẽ là bỏ 71 triệu ra, còn vì ký quỹ 15% cho nên là anh chị chỉ cần bỏ 10 triệu thôi, có nghĩa là cái mức độ đòn bẩy bằng 100 một 100 chia cho cả 15, có nghĩa là gấp khoảng tầm 6 lần, gấp 6 lần so với cả bên bình thường. Ví dụ bên cơ sở anh chị có 100 triệu ấy thì anh chị sẽ mua được 100 triệu chưa dùng margin, tức là chưa dùng tiền vay đấy, nhưng mà anh chị có 100 triệu mà anh chị bên cơ sở anh chị có thể mua thêm thành là 70 716 triệu đấy, thì là cái mức độ đòn bẩy nó sẽ là lên là khoảng tầm bao nhiêu nhỉ, chia cho 0,15 khoảng tầm 6,7 lần, nó sẽ cao hơn bên cơ sở nhiều đấy. Đấy là cái rủi ro của bên của nó, vừa là rủi ro vừa là cái lợi, anh chị có thể là biến kiếm tiền được nhiều hơn đấy. Thì anh chị nào có câu hỏi thì có thể hỏi luôn để em giải đáp. Trong lúc mà đợi câu hỏi thì em sẽ tìm xem là có câu hỏi nào mà anh chị đã hỏi em ở các cái trang khác không, bởi vì cái Facebook em mở ra thì nó đang bị lag, không không xem được mấy câu hỏi trước. Có thể có câu hỏi trên 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 các bài viết khác, nhưng mà anh chị tốt nhất bây giờ nếu mà anh chị đang livestream thì hãy xem trên, hãy đặt câu hỏi trên Facebook, đặt câu hỏi trên cái YouTube ấy để em trả lời luôn, bởi vì nó hiện lên luôn mà. Anh chị ở trong nhóm ấy, anh chị trong trong nhóm chat của em ấy thì đặt câu hỏi trên lên trên YouTube đi để mọi người xem cùng luôn. Có anh chị nào đặt câu hỏi cứ đặt câu hỏi đi nhá. Chưa thấy câu hỏi nào, em tìm trên Zalo thì chưa thấy, nhưng mà như anh Hoàng có chia sẻ là giao dịch trong ngày của phái sinh là mệt, cực kỳ mệt, còn mệt hơn cả ngồi đánh bóng. Cái này đúng đấy, cái này đúng, nhưng mà nó mệt, nó không mệt người, không mệt cơ bắp, không mệt chân tay, mà nó mệt đầu ấy. Anh chị cứ tham gia thử xem. Còn đấy là cái trường hợp mà mấy cái đợt mà nó biến động mạnh và anh chị chơi nhiều thôi, chứ còn bình thường nó cũng không 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 quá khó đâu. Còn em thì chia sẻ như thế thì mọi người lại bảo em dọa anh chị, nhưng mà thực tế là có những phiên nó như thế đấy, thực
thế cũng phiên như thế đấy. Và nhiều người, không chỉ riêng em mà nhiều người đã chơi như thế, kể cả sếp em rồi những đồng nghiệp của em cũng chơi phái sinh, thì cũng em chơi thì em cũng biết hết mà, thế nên là mọi có gì mọi người cũng chia sẻ cho mình thì cũng cảm thấy thế. Còn thực tế ra là em thấy nó khoảng tầm 30 đến 40% là nó cũng êm đềm, còn 30% 40% còn lại nó cũng ảo, còn lại thì nó gọi là tắt tắt ngấm tắt ngầm luôn. Có những hôm nó giao dịch phái sinh nó chỉ biến động khoảng 1-2 điểm thôi, thì những phiên như thế nó ít. Còn anh chị đừng lo cái thằng phái sinh này quá nhá, thằng phái sinh này ấy. Tại sao bây giờ em làm cái video này, bởi vì em thấy luôn em có cái video này em chia sẻ thì nó nhiều cái hạn chế như vậy, nhưng mà có vẻ mọi người nhìn cảm thấy là nhiều cái hạn chế, nhưng mà có cái lợi là anh chị có thể kiếm tiền khi mà thị trường giảm, mà khi thị trường giảm ấy thì nó giảm rất nhanh, một là giảm rất nhanh, hai là cái biên độ nó giảm rất nhiều, bởi vì tâm lý mà người ta lo sợ nó sẽ lớn hơn so với tâm lý người ta hưng phấn. Và chính vì thế nên là đây là cái cơ hội lớn, khi mà anh chị cầm cơ sở anh chị bán đi, anh chị chỉ giữ được thành quả thôi, hoặc là giữ được tiền thôi. Ví dụ anh chị đang đầu tư, ví dụ từ đầu năm đến bây giờ đến tháng 3, anh chị đầu tháng 3 anh chị lãi được 10%, anh chị bán đi anh chỉ lãi được 10% thôi, nhưng mà anh chị bán đi mà bán đi cơ sở và lại tiếp tục sọt bên phái sinh ấy, thì nó sẽ là lãi lãi thêm 2 lần với bên cơ sở với bên phái sinh, thì nó rất là tốt đối với những anh chị mà có kinh nghiệm đấy. Thế nên là mọi người đừng sợ quá, mà mọi người cứ giao dịch thử và biết cách dùng nó thôi. Còn bên phái sinh thì em thường em hay dùng các cái lệnh sọt hơn, bởi vì những cái nhà đầu tư mà huyền thoại ở trên thế giới như Soros ấy, thì họ cũng hay dùng lệnh sọt nhiều hơn, bởi vì họ kiếm tiền phái sinh từ lệnh sọt thì nó sẽ nhanh và nó sẽ dễ hơn lệnh long. Bởi lệnh long thì tin nó ra từ từ ấy, nó không có tin, nó không có nhiều tin nó tốt để cả thị trường tăng mạnh luôn đâu. Đấy, thế nên là em thấy là anh chị dùng lệnh lệnh sọt trong phái sinh thì nó sẽ là việc tối ưu hơn nếu mà anh chị có khả năng để làm cái bộ môn đầu tư này. Còn em trong cái thời gian tới, có nghĩa là từ bây giờ đến tháng 4 và tháng 5, thì em đang có một cái dự đoán về một cái xu hướng cũng khá là mạnh của phái sinh ấy. Thì anh chị nào mà muốn muốn tham gia ấy, thì hãy xem cái thông tin ở bên dưới để em để cái thông tin để anh chị có thể liên hệ em để tư vấn về cái thông về cái cơ hội để anh chị đầu tư phái sinh trong cái tháng 4 và tháng 5 này. Và tất nhiên là nó có một chút cái chi phí, nhưng mà nếu mà anh chị muốn tham gia thì em sẽ đảm bảo là chỉ khi mà nhà đầu tư có lãi thì em mới lấy cái chi phí đó, khi mà lỗ thì em sẽ không lấy. Và thứ hai là nếu mà anh chị có muốn đầu tư vấn với phái sinh mà miễn phí kiểu kiểu hàng ngày ấy, thì nó lại kiểu khác, thì anh chị tham gia cái nhóm Zalo của em để thông tin ở bên dưới, thông tin ở bên dưới cái video này đấy. Còn bên cơ sở thì em cũng có cái thông thông tin ở trong cái nhóm đấy, thì anh chị có thể nhấn tham gia ở trong cái link đó, thì em thấy em sẽ phê duyệt anh chị trong trong đó. Còn anh chị nào có câu hỏi gì nữa trên đây rồi, có một số bạn hoặc kênh donate thì em cũng cảm ơn, bởi vì em cũng làm cái này cũng không 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 ấy không không chưa có làm kênh donate, mà em cũng chưa không không có ý định làm donate cả, em chia sẻ kiến thức bình thường thôi. Anh Hoàng có vẻ bị em dọa sợ rồi, anh Hoàng cảm thấy rất là mệt với bộ môn này. Thực tế ra nếu mà anh đánh, anh Hoàng có chia sẻ như vậy, em cũng xin chia sẻ tiếp là bên này nếu mà anh đánh trong ngày thì có thể nói là một số phiên ấy, chứ không thể nói tất cả nhá, một số phiên là đúng là đánh bạc, một số phiên là đúng là đánh bạc ấy. Còn đánh về đánh theo tuần hay theo tháng thì em nghĩ là nó chuẩn bài đấy, nó rất là chuẩn với cả tin tức vĩ mô, tin tức thế giới đấy, tin tức vĩ mô Việt Nam ấy, nó rất là chuẩn đấy, không không phải là cờ bạc đâu. Thế nên là nhà nước mới cho phái sinh vào làm, vấn đề là quan trọng nhất là người chơi nó tạo ra cuộc chơi như nào thôi đấy, người chơi tạo ra cuộc chơi như nào thôi. Ví dụ mấy ông phái sinh mà tất cả cùng tạo cuộc chơi đánh ngắn hạn thì nó sẽ khác. Nhà nước thì tất nhiên là họ làm ra những cái, nhà nước họ làm ra những cái thì nó rất là tốt, những cái mà
ở thị trường nó rất là phát triển, họ đã có thì nhà nước làm thì nó rất là chuẩn rồi, nhưng mà người chơi nó tốt hay xấu thì đó là việc của người chơi thôi. Nhà nước chỉ tạo ra một cái khung để người chơi không vi phạm pháp luật, không vi phạm những quy định của thị trường là được rồi. Còn cái kiểu đánh dài ngày thì em với anh Hoàng thì có vẻ đồng quan điểm với nhau là đánh dài ngày là chuẩn bài nhất về phái sinh này, nó rất là được lợi rất nhiều thứ, nhưng mà cơ hội đánh dài ngày thì nó không nhiều. Cơ hội đánh dài ngày có nghĩa là một năm, em nghĩ một năm nó chỉ khoảng 3 4 lần là nhiều quá, 3 4 lần cơ hội đánh phái sinh thôi. Tất nhiên nó cũng rất là thoải mái, mình có thể tham gia cơ sở rồi cơ hội của phái sinh đến thì mình đầu tư thôi. Có đợt em chia sẻ một cái thông tin vui nhá, là 2010 mấy 2018 em tham gia phái sinh ấy, là không biết thị trường mọi người lãi nhiều hay không, nhưng mà em có một lệnh là em mua là một số lượng hợp đồng phái sinh là long, thì là em bị cắt lỗ một nửa ở long, mà xong rồi nó giảm về lỗ khoảng mấy điểm, 8 điểm hay sao ấy, 8 điểm là em cắt lỗ một nửa, bởi vì nguyên tắc của em là như thế. Sau đấy là nó đi ngang và nó bật lên thì em lãi cái lệnh còn lại là một nửa còn lại nhá, là lãi 50 điểm. Thì đấy chính là cái kiểu đánh dài ngày của em như thế. Đánh dài ngày bởi vì em dự đoán là và những cái thông tin mà em có được ấy, thì là thị trường kiểu gì nó sẽ tăng lên và em chịu lỗ đến cái mức như vậy, và nó cũng có cái thời gian nó đúng cái ý của mình ấy, thì nó tăng lên và em lãi khoảng 50 điểm cái lệnh đấy. Và nó cũng rất là thoải mái, bởi vì khi mà nó về cái giá hòa rồi nó lãi rồi thì mình cực kỳ là nhàn rồi, sung sướng. Sau đấy là nó tăng lên đều, thì khoảng tầm có khoảng 20 ngày thôi, hình như là không, tầm trên dưới 20 ngày thôi là nó đã lãi cho mình 50 điểm. Có nghĩa là một hợp đồng em bỏ ra là tầm đấy là 14 đến 15 triệu ấy, thì là lãi 50 điểm, thì là lãi khoảng tầm 1 phần 3. Thì đấy là cái kiểu đánh dài ngày của em. Còn trước em cũng có nghiên cứu cái kiểu đánh ngắn nhưng mà nó cũng mệt mệt, em đánh thì cũng có lãi đấy, đánh đợt đi không biết là thị trường ủng hộ hay như nào nhưng mà có lãi liền một tuần liền lãi đấy. Không hiểu cái phương pháp đấy kiểu gì em nghĩ ra, nhưng mà theo dõi nó mệt lắm, thế là em cũng bỏ, cũng cũng phải bỏ đấy, bởi vì nó kê lệnh, đặc biệt là cái phương pháp đấy chỉ dùng cho đúng một tài khoản được thôi, không thể đặt lệnh cho mọi người được, bởi vì nó cần kê lệnh rất 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 chặt chẽ và theo dõi thị trường, theo dõi cả bên 30 cả bên phái sinh nữa. Thế nên là em làm cái đấy thì em chỉ dùng cho lệnh tài khoản của em thôi, và đấy em làm cũng lãi được một tuần liền, nhưng mà cuối cùng nó mệt quá nên là thôi bỏ. Cũng may là ví dụ như cái lệnh cái phương pháp đấy thì nếu mà những thị trường nó biến động đặc biệt thì có khi là em sẽ lỗ hoặc là sẽ lãi nhiều, nói chung cũng không nói trước được, nhưng mà cái thời gian đấy em chơi thì cũng lãi được khoảng một tuần liền. Sau đấy em nghĩ em thấy nó cũng lãi mỏng quá thì em nghĩ phương pháp khác, thì cuối cùng nó lại âm hết cái lỗ hết cái số số lãi còn lại, thì nó cũng nói chung là cũng không vấn đề gì. Đây là mấy cái chia sẻ về đầu tư phái sinh thực tế của em, thì em cũng làm từ 2018 đến bây giờ, nó cũng có một số kinh nghiệm này chia sẻ với anh chị như vậy. Còn anh Hoàng có câu hỏi này, anh Hoàng có câu hỏi rất là hay, mà thực tế là mỗi hợp đồng đáo hạn 1 tháng, vậy nếu đánh kiểu dài ngày thì mình chỉ đánh được một hợp đồng à, đánh 1 tháng tối đa. Cái này chính xác anh ạ, nếu mà anh mua cái dở của phái sinh như này này, anh mà muốn sôi động thì anh mua thằng 05, nhưng mà 05 nó chỉ 1 tháng thôi, thì anh chỉ chơi, nếu mà anh mua 05 anh chỉ chơi được 1 tháng thôi, đến tháng thứ hai ấy, thì nó sẽ đáo hạn, cái này hơi biến mất, thì anh sẽ phải tự anh làm nhé, không phải là bên bên sở hay là bên công ty làm cho đâu. Anh sẽ phải mua tiếp cái thằng tháng 6 là 2006 này này để anh làm cái lệnh đấy, và ví dụ anh đang lo chẳng hạn, muốn lo chẳng hạn thì tiếp tục lo là 713 chẳng hạn, thì là anh sẽ phải tự làm, và cái giá mà anh khớp được ấy, thì em cũng chưa chắc là nó sẽ đổ lệch bao nhiêu. Ví dụ đang là 734 mà anh lo ấy, ví dụ đây là 716, 713, ví dụ đây là hôm nay là ngày ngày đáo hạn đi, thì anh ví dụ anh đang là lo chẳng hạn, anh là 716 là anh sẽ lo được lợi hơn đúng không, nhưng mà bên này nó đánh lên là 720 hay là 700, ví dụ bây giờ đang 727 700 đang bằng đi nhá, em cho là 734 và 700, đây là cũng 734 đi, thì đây là 700 anh muốn lo đúng không, anh 734 mà bên này là 734 này, ở cái này là 740 chẳng hạn, thì anh sẽ phải chấp nhận, anh muốn chơi tiếp là anh chấp nhận là mua thằng này 2006 là 740 nếu anh muốn long, và anh bị thiệt hơn so với cả cái lệnh cũ
của tháng 5 là anh bị thiệt hơn là cái này bằng cái 734 là bằng 734 này nhá, thì anh sẽ thiệt hơn là khoảng tầm tầm 6 điểm. Đấy là một cái hạn chế của phái sinh, thì mình khắc phục bằng cách mình mua cái những hợp đồng dài hơn so với dự đoán của mình. Nhưng mà có một cái nhược điểm là những hợp đồng dài hơn thì thanh khoản nó hơi bé, và thứ hai là cái độ lệch, là anh chị nhìn độ lệch là nó sẽ hơi ảo. Khi mà thanh khoản bé thì anh chị sẽ không mua được nhiều. Những cái người mà đầu tư tay to, ví dụ như là tầm em nghĩ là tầm 50 hợp đồng trở lên thì sẽ hơi khó việc với thanh khoản bé. 50 100 hợp đồng sẽ hơi khó việc mua và bán, bởi vì cái độ rộng của cái lệnh nó rất là dài, ví dụ 712 anh chị nhìn là 712, 710, 709 này, có khi dưới này là 705 này. Đấy thì mua bán sẽ hơi khó đấy. Và thứ hai là cái độ lệch nó sẽ hơi ảo, bởi vì chính cái thanh khoản như này nó sẽ tạo ra cái độ lệch nó sẽ ảo. Bởi vì xa mà, xa về trong tương lai ấy, thì mình không, nó có thể tạo ra cái độ lệch tận 100 điểm hoặc 50 điểm chuyện bình thường. Nhưng mà đến sát ngày nó mới cần thiết là nó cho về thôi. Thì thị trường nó định giá như vậy thì mình chấp nhận thôi. Thì nó cũng hơi khó khắc phục đúng không? Hơi khó khắc phục cái lệnh mà mình muốn đánh dài. Thì cái kiểu đánh dài thì em nghĩ là đánh tầm 1 tháng thôi. Tầm 1 tháng hoặc nửa tháng thôi, còn sọt thì 1 tháng nửa tháng là dài rồi. Sọt lệnh sọt ăn tiền nhanh lắm. Anh chị mà mở cái bảng giá cái đồ thị này lên ấy, lệnh sọt ăn tiền nhanh lắm. Đấy đúng ấy, lệnh sọt này toàn 2 3 phiên nó giảm rất nhanh này. 2 phiên ví dụ đợt 2018 này. Nó sọt sọt nhanh lắm, tầm nó sọt xong nó hồi lên, không bao giờ nó sọt liên tục giảm liên tục 1 tháng đâu, nó sọt tầm đây là ví dụ tầm tháng 4 nhá, đây là đầu tháng 4 này. Nó sọt đến đầu tháng 5 nó đã hồi lên một tí rồi, thì đây là nhịp anh chị đảo lệnh như này. Tháng 6 cũng thế, từ tháng 5 đến tháng 6 nó xuống nhanh lắm, nó không không xuống kiểu xuống lâu đâu, thì mình cũng chấp nhận cái nhược điểm của nó để mình làm thôi. Chấp nhận cái nhược điểm phái sinh thì tất nhiên là những người mà đánh dài nhiều thì nó cũng sẽ cái này nó cũng sẽ bớt bớt cái độ lệch đi và thanh khoản nó cũng sẽ cao hơn nếu mà nhiều người đánh dài. Còn ở Việt Nam thì mấy ông đánh ngắn thì cực kỳ nhiều, thế là cái này nó thanh khoản nó lớn. Đấy thì đấy là cái chia sẻ của em về phái sinh, còn anh chị nào có câu hỏi gì nữa không? Nếu mà cái không có câu hỏi nào thì cái video này nó em sẽ kết thúc tại đây, và những cái câu hỏi của anh chị sẽ dùng một cái video khác trả lời cho anh chị. Em sẽ đợi khoảng 3 phút nữa xem có anh chị có câu hỏi gì không nha. Chị cứ anh chị mà đang xem livestream thì comment ở trên cái kênh YouTube của em đi. Em xem câu hỏi cho dễ. Bên em đang xem trên YouTube trên trên Facebook xem có câu hỏi gì em bị trôi không. Anh chị mà đang xem vẫn còn đang xem thì nếu mà muốn tìm hiểu thêm những cái kiến thức về chứng khoán phái sinh và cổ phiếu hoặc là đầu tư thì có thể theo dõi cái kênh YouTube này của em nhé, bởi vì trong cái thời gian tới thì em sẽ làm một số cái video mà em thấy hay em sẽ chia sẻ trên kênh này. Anh chị có thêm cái kiến thức anh chị đầu tư sẽ tốt hơn. Cố gắng nếu mà anh chị like, anh chị mà theo dõi cái kênh này thì nó sẽ có nhiều cái lợi thế để anh chị nhận thông tin ở bên em sớm hơn, và có nhiều cái nó hỗ trợ em trong cái việc em đưa thông tin đến anh chị.
Anh chị để em một chút nữa, có câu hỏi, một câu hỏi của một chị trong trong nhóm Zalo của em, nhưng mà đợi em một chút, em check nốt trên Facebook này. Trên Zalo thì em cũng có nhóm về phái sinh cơ sở, em có hết. Anh chị muốn tham gia mấy nhóm Zalo đấy thì em cũng có cái nhóm miễn phí nữa, thì anh chị xem cái thông tin bên dưới. Làm cái mảng chứng khoán cổ phiếu này thì anh chị có cái nhóm Zalo được sẽ tốt hơn, bởi vì nó rất là kịp thời. Còn anh chị mà check thông tin trên nhóm Facebook hay trên fanpage các kiểu thì nó rất là chậm, đọc báo là càng chậm. Đặc biệt là đọc báo, anh chị không đọc báo được 10 phần thì chỉ nên tin vào số liệu thôi. Còn cái câu quan điểm, anh chị nhớ ấy, cái quan điểm của báo ấy nó là quan điểm của người viết, nhưng không phải quan điểm đúng. Quan điểm của người viết và quan điểm đúng hai là hai cái hoàn toàn khác nhau. Đúng hay không là do thị trường và do từng thời điểm. Thế nên là anh chị lấy thông tin từ báo, anh chị cũng phải cẩn thận. Ok, để em xem trên YouTube có ai hỏi câu hỏi gì không. Anh Hoàng có hỏi tiếp câu hỏi là như trường hợp của em vừa kể thì nếu nó tụt rồi đi ngang rất lâu rồi mới hồi về mức hòa và có lãi thì tổng thời gian hơn 1 tháng thì sẽ không được như vậy. Đúng như vậy anh Hoàng ạ. Nếu mà thời gian hơn 1 tháng mà đến qua cái đáo hạn đấy thì là mình sẽ bị thiệt hơn, nhưng mà thường nó sẽ hồi nhanh lắm anh ạ, trong vòng 1 tháng là nó sẽ ấy được thôi. Còn nếu mà mình mà đến cái thời gian mà ví dụ mình định dự định là nó sẽ hồi đến cái mức mức này, hoặc là hồi khi có tin này ra, nhưng mà tin đấy nó chưa ra mà nó đã đến cái đáo hạn rồi ấy, thì chấp nhận mua cái hợp đồng tiếp theo thôi, làm cái hợp đồng tiếp theo, lo cái sò tiếp theo thôi. Còn nó đến rồi thì mình chốt lãi hay chốt lãi thôi, giữa 1 tháng thì mình chốt lãi, còn hoặc là VN30 nó tự chốt lãi cho mình, hoặc là không thì mình sẽ phải mua cái hợp đồng tiếp theo nếu mà mình muốn tiếp tục chơi. Ok, có câu hỏi em chắc là để câu hỏi cuối cùng nha, bởi vì bây giờ 11 giờ rồi. Có cái vấn đề gì, có cái gì nữa thì em sẽ tư vấn anh chị ở những cái video tiếp theo. Có chị Lan gì hỏi câu hỏi cuối cùng, em sẽ để đây là câu hỏi cuối cùng nha. Sò khai long là theo trend hay trend down hay trend uptrend thôi, miễn là xác định nó ở trend nào, nhưng đúng là khi down thì ăn điểm nhanh hơn đúng không? Cái này thì em theo cái kinh nghiệm của em thì đúng như vậy chị Lan ạ. Khi mà mình long thì nó sẽ lên rất là chậm, nó sẽ lên chậm hơn ở trong cái đây là em mở cho anh chị xem cái phần phân tích kỹ thuật này, thì anh chị nhìn này, chân lên ấy, lên rất là chậm, nhưng mà có những cái giai đoạn nó lên nhanh, nhưng mà thường là sọt nó sẽ nhanh hơn, đặc biệt là khi mà nó đã tăng nóng rồi. Một là tăng nóng, hai là có những cái tin tức nó xấu ấy, thì nó xuống rất nhanh, và thường là xuống ở tầm 20, 30 điểm, 50 điểm là nó chỉ 2, 3 phiên thôi, 2 phiên thôi, 3 phiên thôi là nó đã xuống được cái mức đấy. Nhưng mà tăng thì hơi lâu, nó tăng nhanh chỉ khi là cái trường hợp này là đây là đang ở vùng đáy là nó tăng lên là đấy. Chị nhìn ấy thì đang ở vùng đáy, nó tăng nó hồi lên thì nó rất là nhanh, chứ còn anh chị nhìn là chân lên này là rất là chậm này. Anh chị có nhìn cái đoạn này này đi lên chậm lắm, đây lên đến đây nó còn nhanh, nhưng đoạn này lên đây nó rất là chậm. Chân chân long thì nó sẽ không không ăn thua, chân long thì anh chị chơi bên cơ sở còn hơn. Đây này có những đoạn này chân long, anh chị thấy không, làm gì có mấy đâu mà để mà tham gia đầu tư được đấy. Thế nên là cái chen sọt thì mình chơi phái sinh nó sẽ có nhiều lợi thế hơn. Ok, và cái video mà chia sẻ về đầu tư phái sinh cho người mới ngày hôm nay thì em xin được kết thúc tại đây, thì cũng rất là cảm ơn các anh chị đã quan tâm và ủng hộ em, thì hy vọng là chúng ta sẽ đồng hành với nhau trong cái thời gian dài tiếp theo. Và em xin chào tạm biệt anh chị và hẹn gặp lại anh chị ở trong những cái video tiếp theo nhé. Có thông tin gì mà anh chị cần biết thì
thì anh chị có thể xem một cái thông tin ở bên dưới video này, em có để anh chị tham gia hay là có câu hỏi gì anh chị cứ hỏi bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn đã xem hết video. Để cập nhật thêm những kiến thức đầu tư bổ ích, các bạn hãy nhấn nút chuông đăng ký ở giữa màn hình. Những thông tin tư vấn các bạn có thể tìm hiểu thêm ở phần mô tả. Nếu thấy video của mình hữu ích, các bạn hãy nhấn nút like và share. Nếu các bạn muốn mình làm những video có nội dung chia sẻ tương tự như này, thì hãy comment tôi muốn bạn chia sẻ nhiều hơn, gạch ngang nội dung bạn muốn mình chia sẻ. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.